Real Madrid được kỳ vọng sẽ nối tiếp Barcelona để tạo nên trận chung kết siêu kinh điển trong mơ. Tuy nhiên, thực tế là không như vậy. Khi trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Bilbao kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về đại diện xứ Basque, Raúl García là người ghi cả hai bàn thắng về phía Bilbao. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của Real Madrid được ghi do công của Karim Benzema. Để thua chung cuộc 1-2 thì bất ngờ, Real chính thức chia tay một giải đấu ở mùa giải năm nay và lỡ hẹn trận siêu kinh điển với Barca ở chung kết. Trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha năm nay sẽ là cuộc đọ sức giữa Barca và Athletic Bilbao vào ngày 17 tháng 1. Với phong độ thăng hoa thời gian gần đây, Arsenal tự tin phá dấp khi tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Emirates. Hai mùa giải gần nhất, pháo thủ đã không thể đánh bại đối thủ cùng thành phố trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh với 3 trận hòa và 1 lần thất bại. Cơ hội đáng chú ý nhất của Arsenal đến từ nỗ lực đi bóng vào dứt điểm của Aubameyang ở phút 20, nhưng không gây ra đủ khó khăn cho thủ thành Guetta. Bước sang hiệp 2, vẫn là thế trận một chiều nhưng Arsenal tiếp tục bế tắc và tấn công như đâm đầu vào tường. Chung cuộc, trận derby London khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng. Với kết quả này, đội bóng của Mikel Arteta tiếp tục chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng. Cách đây ít giờ, ban tổ chức Premier League đã đưa ra thông báo hoãn trận đấu giữa Aston Villa và Everton vào cuối tuần này. Lý do là bởi dịch Covid-19 ở Aston Villa vẫn chưa được cải thiện. Đây là trận đấu thứ 3 mà đội bóng của Dean Smith ở mùa giải này phải hoãn vì dịch bệnh. Trích thông báo từ ban tổ chức, trận đấu của Aston Villa gặp Everton trên sân Villa Park dự kiến diễn ra vào Chủ nhật 17 tháng 1 lúc 12 giờ theo giờ địa phương sẽ bị hoãn lại. Sau khi giờ lịch thi đấu của Aston Villa và Tottenham, một lượng đáng kể cầu thủ và nhân viên của câu lạc bộ này phải cách ly. Mùa này, Aston Villa đang thi đấu khá ấn tượng. Họ đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng đã ít hơn các đối thủ xếp trên 2 trận. Sau 9 năm gắn bó và 7 lần cho mượn, cuối cùng Lucas Piazon cũng đã nói lời chia tay Chelsea. Thông tin này được chính Chelsea công bố trên trang chủ. Theo đó, Lucas Piazon đã ký hợp đồng với Sporting Braga sau khi có thâm niên 9 năm gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge kể từ tháng 1 năm 2012. Từ đó đến nay, The Blues đã phải trải qua 7 huấn luyện viên khác nhau. Mặc dù có 9 năm ở Chelsea, nhưng Lucas Piazon chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân. Thay vào đó, tiền đạo người Brazil đã bị đẩy tới 7 câu lạc bộ khác nhau theo dạng cho mượn. Hiện tại, Lucas Piazon mới 26 tuổi nên vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Tờ Mundo Deportivo số ra ngày hôm qua khẳng định Manchester City đã chấp nhận hạ giá bán Eric Garcia. Cụ thể, sau một thời gian dài gây khó dễ cho Barca, đội bóng nước Anh đã đồng ý nhường lại trung vệ người Tây Ban Nha cho đội chủ sân Camp Nou với mức phí 5 triệu euro. Cũng theo nguồn tin nói trên, thương vụ Eric Garcia sẽ được thông qua ngay khi Barcelona có chủ tịch mới sau cuộc bầu cử vào ngày 24 tháng 1. Tương tự Mundo Deportivo, tờ Sport cũng cho biết việc Barca đón Eric Garcia trở lại chỉ còn là câu chuyện thời gian. Theo đó, nếu quay về Camp Nou trong tháng 1 năm 2021, Eric Garcia sẽ ký hợp đồng của thời hạn 5 năm rưỡi. Trong trường hợp về Barca vào mùa hè, cầu thủ 20 tuổi này sẽ ký hợp đồng 5 năm. Luka Jovic đã chính thức chia tay Real Madrid để quay về câu lạc bộ cũ Eintracht Frankfurt thay bằng hợp đồng cho mượn đến hết mùa. Sau khi ghi 27 bàn trong 48 trận cho Frankfurt ở mùa giải 2018-2019, Jovic khiến Real Madrid phá két, chi đến 60 triệu euro. Dù vậy, tiền đạo người Serbia lại không thể tái hiện phong độ bùng nổ và trở thành bom xịt cũng như người thừa ở Real Madrid. Với hy vọng Luka Jovic sẽ tìm ra được hình ảnh cũng như sự tự tin, Real Madrid đã quyết định gửi tiền đạo của Serbia về lại câu lạc bộ cũ. Trên trang chủ, nhà đương kim vô địch La Liga cùng với đại diện Bundesliga xác nhận một bài hợp đồng cho mượn, không kèm tùy chọn mua Đức vào cuối mùa